kìa.
siêu à? Đây này, siêu à? Con có cái giang nữa. Con gì đây? Con sâu anh ạ. Sâu đâu? Đây, đây. Ôi, ôi. Gì?
Yeah. Ai? Thằng nào chết đi. Thằng nào hơn sâu hơn này. Yeah. Anh ơi, hay là anh ngồi nghỉ một lát đi. Anh làm một tí này. Vâng.
em nghỉ ngơi thì anh làm nốt rồi. Cái mông cái mông chưa ra ngoan lắm. Sắp để rồi. Chắc tối nay để đấy nhỉ. Không đủ cỏ. Về cái cỏ cho nó đi. Đi ra kia kia có gì.
Có mệt không? Mệt không? Mệt không? Mệt không? Cho đi, vặt nó xuống. Nên nó lớn lớn thì. Con nào? Để em lên đây. Để anh đi thấy chưa? Ui. Thích thế nhỉ? Đây hai tay ai xa dạ con mẹ chứ cho con là để kể để vào đây cho nó ấp đi. Để vào đây cho nó ấp đi. Đây đây, lấy cả tổ vào. Lấy cả tổ. Hay là có con lấy tổ sao nó nở? Lấy trứng cơ. Ừ. Em lấy ấp. Làm đi ok. Đây, ấy nha. Còn bé quá chưa biết ăn nè. Ừ. Đây nó đang tập ăn dần rồi. Mà để vậy cho nó ăn đi nha. Quả này chưa nên. Nè 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 nè
Đói lắm rồi á. Hả? Ngáo. Gì? Xong chưa? Đây. Chà chá đây. Chà chá đây. Chà chá. Chà chá. Vô. Này làm gì là ấu này chà chà này con tự chà đi ấy nhá bye bye chào đây à à Dù. Em ơi. Thôi để em sang gọi. Đây, anh gọi cho con đường. Đâu? Đây đây em lấy cho. Thích không? Ừ. Anh gội mà không thích nó lạ nhỉ. Phải không? Hả? Phải không? Hả? Được. Một phát nữa. Ui xôi. Hả? Adieu. Phải vào đây nha. Vào đây.
Trời ơi. Ôi, mái chưa? Gội xong cái đầu thấy nhẹ hẳn. Có muốn ngày nào anh cũng gội cho không? Ờ chắc. Rồi, thế rồi để qua nó khóc quá. Bồm nha. Thank you.